Chào các chị, trên mạng thì có rất là nhiều cái video chia sẻ về hai cái dòng là collagen Zutari và dòng collagen NeoCell. Nhưng mà nhiều chị đang băn khoăn là không biết nên sử dụng dòng collagen nào phù hợp. Vậy thì hôm nay em xin làm một cái video này chia sẻ cho các chị về những cái ưu và nhược điểm, hay là mọi người nên lựa chọn dòng collagen nào để phù hợp với cơ thể. Xin mời mọi người cùng đón xem video. Hai sản phẩm collagen Zutari và collagen của NeoCell là hai sản phẩm thuộc hai thương hiệu khác nhau, một thương hiệu Zutari và một thương hiệu NeoCell. Cả hai thương hiệu này thì đều đến từ Mỹ và rất đình đám ở trên thị trường. Đây là dòng sản phẩm collagen của Zutari 290 viên, còn đây là dòng sản phẩm của NeoCell 250 viên. Sản phẩm của Zutari thì còn có loại dung tích là 390 viên. Hay một dòng sản phẩm nữa là 290 viên là dành cho nam, for men. Còn về NeoCell thì sao ạ? NeoCell thì có cái dòng sản phẩm là Super Collagen C cộng với trọng lượng là 360 viên. Và dòng sản phẩm Super Collagen dạng bột. Còn dạng nước nữa thì em sẽ làm video ở những video sau. Đây là dòng collagen type 1 và 3. Còn collagen của Zutari thì đây là collagen type 1, 2, 3. Cả hai sản phẩm này thì đều đến từ cái thương hiệu uy tín nên là được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng. Thì bây giờ em xin được vào so sánh về cái thành phần của hai cái dòng này để mọi người biết và lựa chọn. Về kiểu dáng ấy thì mọi người để ý thì cả hai cái dòng này thì đều có cái vỏ đều sẫm màu, tối màu. Vì sao họ thiết kế như vậy ạ? Thì không phải đây là ngẫu nhiên đâu ạ. Vì là trong những cái dòng collagen này nó đều có dẫn xuất của vitamin C. Vì vậy thì họ sẽ thiết kế tối màu để cho ánh sáng không vào được. Do đó để cho vitamin C nó không bị oxy hóa khi mà tiếp xúc với ánh sáng. Có rất là nhiều cái dòng collagen để so sánh. Hôm nay em lựa chọn hai cái dòng sản phẩm này để các chị nhìn kỹ hơn. Thì dòng sản phẩm đầu tiên em được kể đến đấy là dòng Super Collagen C cộng của NeoCell. Thì một viên của NeoCell này có hàm lượng là 6g. Thì tương đương với là 6.000mg. Đây ạ, các chị nhìn kỹ ạ. Và đây ở đây nó có dẫn xuất của vitamin C là 60mg, protein là 5g. Sản phẩm này có mã vạch và thông tin đều bằng tiếng Anh. Sản phẩm này là hàng nội địa của Mỹ. Tiếp theo nữa là cái sản phẩm về collagen Zutari. Một hộp này là 290 viên, như ở đây có ghi là 6.000mg. Mọi thông tin ở trên này cũng đều bằng tiếng Anh. Có hạn sử dụng là 2023 này. Đây ạ. Thì cả hai cái sản phẩm này thì đều có cái hàm lượng trên một viên thì như nhau là 6.000mg. Nhưng nó ở tip khác nhau. Ở cái dòng Zutari này thì tip 1, 2, 3. Còn dòng NeoCell này là tip 1 và tip 3. Cả hai dòng này thì đều có dẫn xuất của vitamin C, giúp cho là collagen được hấp thụ vào cơ thể được tốt hơn. Chắc các chị cũng đang băn khoăn là nên lựa chọn cái dòng collagen nào cho cơ thể. Thì em chia sẻ là cái dòng collagen của Zutari tip 1, 2, 3 này ấy, thì nó tốt cho là skin, da, tóc và móng. Đặc biệt là collagen tip 2 thì nó hỗ trợ xương khớp và tim mạch rất là tốt. Nên là cái dòng Zutari này thì em đánh giá là nó phù hợp cho những cái chị mà độ tuổi 30. Ngoài 30 trở đi thì nên sử dụng cái dòng là collagen Zutari này. Nhưng mà sản phẩm này nó có một cái nhược điểm mà là khách hàng thực tế, khách hàng bên em đang sử dụng mà đã phản hồi lại là nó uống vào nó bị nóng, gây táo và bị nổi mụn. Nên là chị em nào mà có cái cơ địa nóng thì nên cân nhắc. Và các chị cũng nên sử dụng để cảm nhận xem là cái ý kiến của em đưa ra và khách hàng bên em phản hồi có đúng hay không. Có gì thì các chị cứ để lại comment để bên em tiếp thu ạ. Còn đây là cái collagen của NeoCell tip 1 và tip 3. Cái này là không có tip 2. Thì nó tập trung vào tip 1 và tip 3, hàm lượng của nó là 6.000mg để nó tốt cho là sức khỏe này, da và tóc và móng. Và cái sản phẩm này thì phù hợp với là những cái chị nào ở độ tuổi từ 18 tuổi trở lên là có thể sử dụng được rồi. Và khách hàng bên em sử dụng cái dòng collagen NeoCell này thì phản hồi rất là tốt. Các chị dùng đi dùng lại cảm thấy là dùng cái này thì thấy là da mịn hơn, tóc được mượt hơn và sức khỏe lại trở nên là
được ổn định hơn. Tiếp theo về giá của sản phẩm thì ở đây một lọ là 250 viên, một lọ này là 290 viên. Thì giá của hai cái lọ sản phẩm này thì bây giờ nó cũng xem nhau, nó trên dưới 500 nghìn một hộp. Tính ra thì mỗi viên nó khoảng 2.000 đồng. Nếu mà các chị bổ sung một ngày là uống khoảng độ 6 viên thì hết khoảng độ 12.000 đồng. Thì nó rất là phù hợp cho các chị có nhu cầu làm đẹp, mỗi tháng mất chưa đến 300 nghìn mà được sử dụng những cái dòng collagen cao cấp đến từ Mỹ. Ở thị trường thì có rất là nhiều các loại collagen, nhưng mà hàm lượng của nó không được cao, mà hơn nữa thì giá thành của nó là cũng đắt. Nên là em thường hướng tới khách hàng là nên sử dụng những cái dòng sản phẩm nào tốt và chất lượng, giá thành hợp lý nhất thì các chị nên sử dụng. Những cái lưu ý gì mà khi bổ sung collagen? Thì các chị biết rằng là collagen ấy thì nó không chứa chất béo, nên là các chị là không lo béo mà khi uống cái dòng collagen vào trong cơ thể. Và collagen này có thể uống liên tục mà không bị lo đào thải. Trung bình thì mỗi người chúng ta ấy, thì một ngày thì tiêu thụ từ 15 cho đến 20.000 mg collagen. Những cái chị em mà đang ở độ tuổi lão hóa ấy, có những cái dấu hiệu lão hóa như là da khô hay là nhăn nheo, tóc gãy rụng thì nên là bổ sung đầy đủ một cái hàm lượng là collagen được cao nhất. Collagen nó rất cần thiết cho cơ thể. Thì ngoài uống những cái dòng collagen của Neocell hay Zilteri thì các chị nên bổ sung theo đường ăn các thực phẩm chứa nhiều collagen như là gân bò, da cá hay là sườn non, sườn sụn. Thì ở đấy nó chứa những cái collagen type 1, type 2 và type 3 rất là tốt. Hiện tại bây giờ làm đẹp thì các chị không chỉ bổ sung collagen mà các chị quan tâm đến là bổ sung tổng hợp. Thì có nhiều chị là có hỏi bên em là ngoài bổ sung cái collagen này ra thì nên bổ sung thêm những cái dòng sản phẩm gì. Thì em chia sẻ với các chị là khách hàng bên em thì các chị hay bổ sung tổng hợp. Thì ngoài cái dòng collagen này ra thì các chị cũng bổ sung thêm những cái dòng như là vitamin E của Blackmore này, hay là bổ sung thêm những cái dòng tinh chất và dầu hoa anh thảo của Blackmore, hay là mọi người bổ sung thêm những dòng sản phẩm là Omega 3 hay là cái dòng sữa ong chúa của Healthy. Thì đây là những cái dòng sản phẩm mà được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng một cách tổng hợp song song với là uống collagen. Trên là em chia sẻ về so sánh về collagen của Neocell và collagen của Zilteri. Nếu mà chị nào cần tư vấn cụ thể hơn về những cái dòng collagen này hoặc là các cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, làm đẹp thì có thể liên hệ trực tiếp bên Hoa Beauty theo số hotline 0985 229900, hoặc là mọi người truy cập vào website là hoabeauty.vn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe video của em. Nếu thấy video này hay thì ấn like và ấn đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.